Xin chào các bạn, trở lại với chuyên mục chia sẻ kiến thức điện trên kênh Netmedia CCTV. Trong clip hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn sơ đồ đấu nối linh kiện điện máy lọc nước cơ bản và có công tắc bỏ áp thấp. Thì các bạn biết trong cái hệ thống máy lọc nước gia dụng của chúng ta, phần điện của nó gồm có một số khối như sau. Đó là nguồn, máy bơm, van điện từ và van áp thấp và van áp cao đây là những cái khối linh kiện điện tử cơ bản nhất mà khi các bạn à, ráp chúng lại với nhau tạo thành một cái hệ thống thì sẽ hoạt động tốt để à, cho cái máy lọc chúng ta hoạt động à, hiệu quả nhất thì mình nói sơ qua những cái khối này cho các bạn hiểu về khối nguồn đây là một adapter thường thì các cái máy lọc nước gia dụng của chúng ta sử dụng cái nguồn adapter để chuyển đổi nguồn điện 220V thành nguồn điện DC từ 12V hoặc là 24V tùy vào cái nguồn máy bơm của chúng ta sử dụng loại 24V hoặc là 12V. Tiếp theo đó là cái máy bơm. Máy bơm này dùng để bơm nước tạo áp lực nước đẩy qua các cái lỗi lọc hệ thống RO ở phía sau và van điện từ thì đây là một cái công tắc điện dùng để đóng hay mở cái van cho nước vào van điện từ thì hai dây nó giống nhau các bạn và nó có hai cửa để nước vào và nước ra khi nó có nguồn điện qua thì nó sẽ hở mạch và nó cho nước thông qua cái cái cửa này tiếp theo đây là van áp thấp đây là một cái van thường hở dùng để à, bảo vệ à, cho máy lọc nước khi nước đầu vào của chúng ta à, có áp à, thấp hoặc là à, áp không đủ thì à, nó sẽ hở cái tiết điểm này ra à, như vậy đó là máy bơm không hoạt động thì à, hệ thống máy lọc của chúng ta cũng không có hoạt động Tiếp theo là van áp cao. Đây cũng là một cái loại van dùng để ngắt mạch điện của chúng ta. Thì nó là van thường đóng. Nó thường được đấu vào bình áp chứa nước. Khi bình áp đầy thì cái hai tiếp điểm này sẽ hở ra và máy lọc nước của chúng ta ngừng hoạt động do bơm không được cấp điện. Như vậy, các cái khối linh kiện này được kết hợp với nhau đúng cách thì sẽ tạo thành một cái hệ thống làm cho máy lọc nước của chúng ta hoạt động hiệu quả. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nối chúng lại với nhau cơ bản nhất không có sử dụng các mạch thông minh. Đầu tiên, các bạn đấu nguồn âm của máy lọc nước với một đầu của van điện từ và đấu vào nguồn âm của adapter thì van điện từ bạn đấu dây nào cũng được vì nó không có phân cực Đó, các bạn thấy không đây là một mối nối tiếp theo chúng ta sẽ đấu đầu còn lại của van điện từ vào cái dây dương của máy ấm bơm thì các bạn thấy à, dây màu đỏ thì là dương còn dây màu đen là âm nha Bước tiếp theo đối với van áp thấp, đây là một cái van mà cũng không có phân cực âm dương gì cả, bạn muốn đấu dây nào cũng được thì bạn sử dụng một đầu dây bạn đấu vào cái chùm dây dương của máy bơm. Đó, đây là một mối nối nữa. Một cái mối tròn này là một mối nối nha các bạn. Đầu còn lại của van áp thấp này bạn đấu vào một đầu dây của van áp cao. Thì đối với van áp cao này nó cũng không có phân cực âm dương, bạn muốn lấy dây nào thì đấu cũng được thì tạo thành một mối nói nữa tiếp theo đầu còn lại của van áp cao các bạn đấu lên nguồn dương của adapter như vậy chúng ta đã có một cái hệ thống khép kín và được bảo vệ bởi van áp thấp van áp cao và van điện từ à, khi cái cấm điện vào và có nguồn nước đầu vào thì van áp thấp sẽ dò xem nguồn nước đó có đủ áp lực không nếu nguồn nước đó đủ áp lực thì hai cái mối tiếp xúc của van áp thấp được chập lại với nhau tạo thành một cái vòng kín chạy cho nên là máy bơm chúng ta hoạt động và khi có nguồn thì van điện từ này sẽ mở cổng cho nước đi vào máy bơm và với máy bơm sẽ bơm nước tạo áp lực nước đẩy qua các lỗi cũng như màn RO phía sau của cái máy lọc chúng ta. Nước sẽ được đi vào bình áp. Thì khi bình áp đây thì van áp cao này sẽ dò bình áp đây thì van áp cao này nó sẽ ngắt thì hai cái tiếp điểm thường đóng của van áp cao sẽ hở ra. Lúc này máy bơm không được cấp điện do đó hệ thống máy lọc của chúng ta sẽ ngưng hoạt động thì bình áp đây và trong những cái trường hợp mà các bạn sử dụng uh, nguồn nước có áp suất thấp á, giống như là ở quê các bạn sử dụng những cái bình bồn nước không đủ cao hoặc là ở những cái nguồn nước uh, có uh, máy bơm yếu và áp lực nước yếu thì van áp thấp này nó sẽ không cho máy bơm hoạt động được và hệ thống máy lọc nước không hoạt động do đó chúng ta cần cung một công tắc dùng để À, loại bỏ cái van áp thấp này ra, thì các bạn sử dụng công tắc có hai cực, hai à, dây đó các bạn, thì các bạn đấu vào hai đầu dây của van áp thấp như thế này. thì khi mà nước à, yếu thì các bạn sẽ đóng công tắc này lại, đồng nghĩa với việc bạn nối tắt van áp thấp, thì lúc này ép buộc máy bơm sẽ hoạt động cho dù nước có yếu hoặc là mạnh gì nó cũng hoạt động. Thì cái uh, hệ thống nước của chúng ta lúc này sẽ không được bảo vệ bởi uh, van nắp thấp nữa. Và cái nhược điểm của nó là khi mà nguồn nước đầu vào không có, thì máy bơm cũng hoạt động liên tục do cái bình áp uh, chứa nước của chúng ta không đầy, van nắp cao không ngắt. Và máy bơm sẽ hoạt động như thế. Nếu mà mình không có hay để bổ sung nước đầu vào một khoảng thời gian dài, thì dẫn đến máy bơm hoạt động quá nhiệt quá, nhiệt nó sẽ bị cháy máy bơm hoặc là cháy nguồn và sẽ có nhiều cái hư hỏng về phía sau à, cũng rất là đáng tiếc do đó bạn phải cần à, xem nguồn nước đầu vào bổ sung nguồn nước đầu vào thường xuyên khi mà bạn đấu tắt cái công tắc cơ quan áp thấp này nha thì trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cái cách đấu các cái linh kiện điện tử à, trong cái máy lọc nước cơ bản nhất nó không có mạch thông minh À, để tạo thành một cái hệ thống hoàn chỉnh cơ bản và hoạt động hiệu quả. đến đây clip xin được kết thúc. À, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo.